Mời cả nhà mình cùng đi vô trong đi nha. Đi vô đi thăm trước nữa, tham quan chuồng gà với chăn nuôi trang trại vịt ở bên đây nha cả nhà. Ở đây cũng rất là nhiều. Chị ba cũng trồng dừa nhiều quá hả chị ba? Dừa cả trăm cây á. À, dừa trái cây đủ quá chừng luôn. Dừa với tắc rồi seri. Ở đây là vườn seri của chị ba trồng cũng nhiều quá hả chị ba ha? Dạ đúng rồi đó, seri trồng được 1 cây à. À, seri. Có một số cũng có trái nha cả nhà, dưới đây có một mớ tắc nữa. Trồng trái ít để dành mình ăn đó. Rồi, ê, mời cả nhà mình ra lấy trứng gà với Trương nha. Ê, mời cả nhà. Đi rồi, mời cả nhà, tại vì gà mình nuôi là mình có phân ra, phải mở cửa đầu đi ra chứ không có nuôi chung luồn tuôn được, nó có chỗ cả nhà mình. Này phải đóng cửa là không Trương, để một lát nó đi ra không? Dạ không được cả nhà mình đó, tại vì đi ra đi vô này thì nó cũng vòng vòng ở khu bên đây à. Ở đây mình cũng, cả nhà mình cũng nhìn thấy đây những trang trại của Trương đã nuôi gà đây. À, bây giờ cũng giác trưa cho nên những con gà cũng chạy ra ngoài những bụi cây với mấy bụi nào mát mát nó nằm nè cả nhà. Đây là trang trại đi cả nhà mới nhìn thấy. Trương bây giờ đang lấy hột gà nè cả nhà, mời cả nhà cùng đi theo. Đây, cả nhà. Đó. Nhà mình cũng nhìn thấy đây, ở ngoài đây là có mấy cây liễu Trương giải lúa cho gà ăn nha cả nhà. Qua trường gà cả nhà ơi. Đây là trang trại của Trương, nuôi gà có, vịt có. Nhà mình thấy nè, gà này toàn bộ gà đất không cả nhà, mà cũng đa số là giống lai gà nòi, gà chân cao. Những gà này thì bán có giá hơn gà chuồng. Cả nhà mình nhìn thấy đây. Có con gà nòi bự quá cả nhà. Ở đây nó cũng chạy tán lạng hết cả nhà, tại cái khu này bên này là bên ruộng rất rộng, nó chạy tùm lum tà la hết. Rồi cả nhà mình nhìn thấy đây này, đây là những cái vỏ hột gà để nó đẻ nha cả nhà. Đây cả nhà mình nhìn thấy đây, đây có hột gà. Mỗi một cái vỏ này cũng như cái để không phải một con đẻ nhưng mà có nhiều con tới. Cả nhà cũng nhìn thấy đây, mỗi vỏ thì đều có trứng hết. Trứng gà đây cả nhà. Nhà mình thấy không? Đây là một dải luôn. Đây. Hiện tại cũng có một con gà nó leo lên nó đẻ nha cả nhà. Đây. Con leo lên đẻ. Con nằm đẻ này cả nhà. Đây. Một con. Một dải luôn cả nhà. Rất là nhiều cái sọt. À, chưa đang lấy này. Như nãy cả nhà thấy đó, ở ngoài là có nuôi gà. Thì đó bây giờ là tụi này sẽ đi lượm hột gà. À. Là cái gà này á là tụi này sẽ ấp ra rồi nhân giống nữa cả nhà, chứ không phải là mình bán chợ hay là gì hết. Cái này là chủ yếu là ở đây ra, cả nhà. Nuôi gà mình tự ấp rồi nhân giống để mình nuôi bán luôn ha Trương.
đúng rồi đó cả nhà. Đây cả nhà mình thấy đây, hai tầng giỏ nha cả nhà. Ở dưới một tầng và ở trên một tầng để cho những con gà nó có nhà. Một con này đang đẻ nè cả nhà. Nó lên đẻ xong thì ở nhà là tụi này chỉ là bắt xong rồi là đi lượm trứng thôi. Có con đang đẻ đó cả nhà. Đó, đây cả nhà. Wow, đặc biệt nó rất là hay là y như ở đây mình ở nhà làm được cái này là toàn bộ gà là đều lên đây đẻ cả nhà, không đẻ tầm bậy. Nó đẻ là mình làm trên đây, nó đẻ trên đây luôn hả Trương? Chứ rồi, không mà đẻ bậy chỗ khác. Thấy hàm quá nhà ơi. Đó, đây, mấy con nó là đang đẻ đó cả nhà. Qua chừng luôn. Có con đang nằm nữa đẻ rồi hả Trương? Dạ. Hai con lên một ổ luôn cả nhà. Đúng rồi. Hai con lên một ổ luôn. Trên đó luôn. Như vậy là tới giờ là ở nhà cứ đi ra lượm hộp gà như vậy nè cả nhà. Thấy hàm quá Trương hàng. Đặc biệt là nó có, cũng có đẻ ở ngoài một hai trứng, nhưng mà mấy trứng ở ngoài là tuyệt đối là mình không xài nghe các bạn, mình chỉ là trứng đó là mình giặt ra. Chỉ mấy trứng đẻ trên vỏ này mình lấy mình ấp được thôi hả Trương? Còn đẻ ngoài đất là mình không ấp được hả? Ở ngoài là có thể là nó bị mưa, bị nắng gì đó sẽ bị hư hết cả nhà. Đó, đây nè. Vậy là qua đây cả nhà mình nhìn thấy nè. Lấy toàn bộ những cái số trứng gà đẻ trên đây được bao nhiêu cũng mấy chục luôn á cả nhà ơi. Mấy chục trứng luôn. Qua chừng luôn. Đó, như vậy là bắt đầu là sẽ đem về nhà là ấp ra là nhân giống đó cả nhà. Đây, cả nhà mình nhìn thấy cái trại bên này cũng có một số gà, nhưng cũng làm y chang như bên kia luôn cả nhà, cũng nhìn từ vỏ từ vỏ. Chà, bên đây cũng nhiều quá hả Trương? Dạ, đúng rồi, đúng rồi cả nhà. Trứng thấy trứng lớn lớn không Trương ha? Gà bên đây mình nuôi vậy mà đẻ trứng lớn thôi, đưa đi 6 con rồi Trương. Đây cả nhà mình biết sao không? Trứng hột gà này là do tụi ở đây nuôi là cho nó lai gà nồi. Cho nên trứng cũng bự bự một chút. Trứng lớn quá Trương ha, giờ chỉ 6 con rồi. Này cả nhà mình thấy không, hột gà tuy rằng hột gà nhưng mà trứng nào cũng lấy gần bằng trứng hột vịt luôn cả nhà ơi. Trứng lớn lớn không luôn thì toàn bộ là đều về nhân giống hết á cả nhà mình. Ở đây bên Trương đây cũng gà đang đẻ đó nha cả nhà. Đẻ xong rồi đem về nhà, cũng ở nhà mình nhân giống ra tự ấp thôi rồi đem qua đây nuôi tiếp, hoặc là bà con mình cả nhà mình có cần đến gà con cũng liên hệ đến chú Sáu Phú Đông. Chú Sáu Phú Đông sẽ dắt đến nhà Trương luôn. Trương đưa mấy trứng gà chú Sáu coi trời trứng nào hôm nay lớn lớn không luôn ha. Chào cả nhà, toàn bộ cái này là mình đều về nhân giống hết, chứ hột gà là không bán cả nhà. Không bán trứng bên ngoài mà để nhân giống thôi. Có ổ thì được một trứng hai trứng, cũng có ổ là 4-5 trứng luôn nè cả nhà. Đó, cái nhà mình nhìn thấy nè. Đó, nhưng mà khi mình đi tán lượm hột gà là có con còn ấp, có con linh còn đẻ. Rồi có con nó thấy mình là nó cũng sẽ bay xuống cả nhà. Một ổ 3-4 trứng, 5-7 trứng rồi hả Trương ha. Đó. Thì cứ đều vậy nè. Đó. Cái nhà mình thấy nè, đây cũng có 4-5 trứng luôn. Một ổ có nhiều con đẻ, có con đang kia trong kia còn 5 ổ cả nhà thấy không? Con này chắc bị đẻ hay gì nè. Có nè, đó. Chút nữa nó đẻ ra chưa hả? Cũng không leo xuống cả nhà, nó nằm nó đẻ. Trứng nào đây lớn quá hả Trương? Như sao rồi? Đây. Trời, trứng hột gà mà cũng ngang với trứng hột vịt luôn cả nhà ơi. Đây tại vì giống gà này có lớn rồi cả nhà. Thì giống gà này gà lớn. Khi đi lượm hột gà thì có ổ có, ổ không chứ không phải là ổ nào cũng có cả nhà. Đó, nhưng mà do mình làm như vậy nè, trứng hột gà mình nó đẻ nó sạch cả nhà. Nó không có bị dơ hay bị gì hết. Có bị dơ một miếng luôn. Bởi vậy như vậy là mình mới nhân giống được, ấp được hả Trương? Dạ, còn những trứng rồi mà đẻ dưới đất thì mình không có đem vô ấp hả? Là đúng rồi. Nó có thể là nó không có cồ, hoặc là mấy con mới đẻ cho nên nó chưa biết được cái ổ này, nó sẽ không lên đây. Còn mà thường mình đi lụm là đa số lụm có trứng y như trứng ngon không mình mới xài được. Hồi nãy cũng lấy bên kia đưa bà con cả nhà mình xem, mình lấy tiếp ở đây nữa cả nhà. Đây cả nhà mình thấy bên giải bên đây tụi này lại thêm được một thêm ít nữa nè. Thêm một mớ nữa.
Thôi cái clip này cũng xin tạm dừng ở đây. Chúc Trương càng ngày nhân giống loại gà tốt nhất để cho bà con mình đến đây để mua. Chào tạm biệt nha Trương. Rồi, dạ, chào chú Sáu, chào Trương. Cả nhà. Rồi. Hẹn lại clip sau cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đông và chia sẻ cho kênh chú Sáu Phú Đông nhiều nha. Chào tạm biệt.